Trung Quốc phản đối quan chức Lầu Năm Góc đến Đài Loan. Trung Quốc phản đối Mỹ tương tác chính thức với Đài Loan dưới mọi hình thức sau khi có thông tin quan chức Lầu Năm Góc đã tới hòn đảo. Trung Quốc kiên quyết phản đối bất cứ tương tác chính thức và hợp tác quân sự nào giữa Mỹ và Đài Loan, phát ngôn viên văn phòng sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Phục Liên tuyên bố ngày 22 tháng 2. Bà được yêu cầu bình luận sau khi một số hãng truyền thông đưa tin Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Chay đã thăm Đài Loan vào tuần trước. Bà Chu nói thêm rằng mọi nỗ lực của chính quyền Đài Loan về vấn đề độc lập của hòn đảo với sự hỗ trợ từ các thế lực nước ngoài chắc chắn sẽ thất bại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cùng ngày cũng cáo buộc Mỹ phối hợp thúc đẩy Đài Loan độc lập. Thêm rằng điều này cùng ý muốn kiềm chế Bắc Kinh của Washington đã gây ra những đợt căng thẳng mới ở eo biển Đài Loan. Chúng tôi kêu gọi Mỹ dừng mọi hình thức liên lạc chính thức với Đài Loan, ngừng can thiệp vấn đề hòn đảo và ngừng gây căng thẳng mới ở eo biển Đài Loan, ông Uông nói. Financial Times và Reuters trước đó dẫn các nguồn thạo tin cho biết Michael Chay đã đến Đài Loan vào 17/2. Trở thành quan chức quốc phòng cấp cao đầu tiên của Mỹ tới hòn đảo kể từ chuyến thăm năm 2019 của Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Heino Klinseka. Lầu Năm Góc không bình luận trực tiếp về thông tin chuyến thăm của ông Chay, song khẳng định cam kết của Washington với Đài Loan luôn vững chắc góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan và khu vực. Cơ quan phòng vệ Đài Loan không bình luận về vấn đề này. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẽ dùng vũ lực nếu cần. Đài Bắc gần đây cáo buộc Bắc Kinh tăng cường hoạt động quân sự gần Đài Loan, điều chiến đấu cơ UAV, tàu chiến Trung Quốc bay qua đường trung tuyến giữa hai bên. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.